gia công tác chữa cháy đó nha. Sao còn chữa nữa cháy nữa hả? Nhà trong nhà có bị vương. Ủa sao phải đeo lên lưng người ta nhà? Đeo lên nha, sao lưng nhà? Trời ở trên cũng khói quá trời kìa. Cũng từng lầu luôn rồi, tháp lầu cái trên nó đang hôi vậy. Khói đen hôi luôn. Còn xịt tiếp mà chứ đâu có phải nữa. Ủa vậy hả? Trời ơi đẹp trai mới vậy. Đẹp trai đứa nào cũng đẹp trai, cháu nội đứa nào cũng đẹp trai. Đẹp trai mới vậy, con mấy tuổi rồi? Đi lại coi chú bắt thang. Ở ngoài, đứng lên. Đứng lên nè. Thôi chạy. Mày đi qua lỡ nhìn đụng cái cây nè. Ơi. Đâu mà mấy anh này tả quá vậy? Bữa nay chữa cháy đông người mới phát hiện nó sớm quá, nhiều anh đẹp trai quá vậy. À, đẹp trai đó. Mắc cỡ hả? Mắc cỡ hả anh ơi? Anh này nói chắc tuổi quá, thấy bằng nhau à. Mấy tuổi